Để nắm chi tiết công thức làm món ống này cũng như là giá 4 nguyên vật liệu ban đầu để bạn kinh doanh tối ưu nhất thì mọi người cứ vui lòng click vào phần bình luận thì mình có để đường link chi tiết gì đó. Ngoài ra thì hiện nay Lưu Cà Phê đang triển khai chương trình tặng sản phẩm cà phê hạt cao cấp miễn phí. Thì sản phẩm này được phối từ hai dòng đó là Arabica Đà Lạt và Robusta Ban Mê. Hiện nay Lưu Cà Phê đang có dòng pha máy và pha phin. Mọi người có thích cái loại nào thì mọi người cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với Lưu Cà Phê thì chúng tôi sẽ gửi đúng cái gu mà mọi người mong muốn thì mọi người có thể pha máy và pha phin luôn. Đó. Thì hiện nay lưu ý một người chỉ được sở hữu một sản phẩm như vậy thôi nha. Mình có để cái cách thức nhận quà chi tiết ở phần bình luận thì mọi người có thể xuống dưới đó và mọi người cứ làm theo hướng dẫn là được. Ok, thì hẹn gặp lại mọi người vào những video tới.